đó có chạy chút xíu là lọt nhỏ xuống đất luôn, chạy mà bắt cóc. Mình đang làm đây chứ ba ba chạy bắt cóc. Hi, xin chào cô chú và anh chị và các bạn. Hoàng Lam BB cảm thấy rất là vui khi được gặp lại cô chú và anh chị và các bạn trên kênh của Hoàng Lam BB. À, cô chú anh chị ơi, hôm nay thì Hoàng Lam BB sẽ đi mình lắp một cái ổ gà gần nhà của Hoàng Lan á. Thì đây là chiếc xe gùa thần kỳ mình trộn bê tông ở nhà, rồi mình sẽ đẩy lên đằng đó, mình cán cái lỗ lại. Thì vừa qua thì ngay cái lỗ đó nó rất là nguy hiểm, mình sẽ trộn bê tông tại nhà mình luôn. Trộn xong mình sẽ đẩy lên cái hố đó, mình lắp cái hố đó lại nha mọi người. Mà mọi người mình đi cùng Hoàng Lan BB đi sang lắp mặt bằng đường lỗ nha mọi người. Ổ dồi, đi thôi. À, mọi người ơi, thì làm cái này á thì có sự trợ giúp của Hiểu đến từ Gạch Giá. Đây anh ba đây, chứ Hoàng Lan đâu có ghim nổi cái bao xi măng đâu. Có ông anh thứ ba của Hoàng Lan nữa, nhưng mà ổng ở trong bếp rồi, ổng đang nấu đồ ăn. Đây một xe rồi, mình đi thôi mọi người ơi. Đi nào, lên. Cái này thì Hoàng Lan đang cầm cái máy mình đi bộ đó mọi người. Nó có lắc lắc mọi người thông cảm nha. Cái đường lộ này thì người ta cũng gần làm rồi, nhưng mà mình không biết là bao lâu, một tháng hay một năm nữa mình không biết. Nhưng mà trước khi mà tai nạn xảy ra nữa thì mình sẽ san lấp nó lại. Nói chung là mình thấy cái gì mà mình thấy mình trước con mắt thì mình tiện tay mình làm cho nó rồi ha mọi người. Chứ mình đợi mà để sau này mà có xảy cái tai nạn rồi nãy kia thì cắn rứt với lương tâm lắm. Tại trước đây thì Hoàng Lan cũng có nhìn thấy một cái ổ gà ở trên cái cầu á. Thì cầu đó còn mới làm nhưng mà nó bị rớt mất cái miếng đen đen. Cái Hoàng Lan nghe nói thôi để bữa nào rảnh ra clip. Mấy ngày sau đó thì có một bạn té, bạn chết tại chỗ đó luôn đó. Rồi cả tuần sau thì Hoàng Lan lại, Hoàng Lan thấy có một chú đó đăng clip thì Hoàng Lan lại clip phụ. Cái ổng Hoàng Lan cũng nói mấy ngày trước định clip mà thầy thấy có một mình rồi cái làm không nổi. Thì ổng nói phải clip sớm mà kia nó mới chết. Mình thấy mình hổ thẹn với lương tâm ghê, tại vì mình thấy mà mình không làm á nên là người ta mới té ta chết. Thôi giờ mình có sự trợ giúp của hai ông anh, chứ mình nữ thì đi đường xa cho lỏng chút. Mình làm ở nơi mà lạ lạ thì có thể là mình làm mình nha mọi người. Còn này là ở nhà cho nên là cũng có anh rồi có bạn rồi người ta cũng ủng hộ việc làm của Hoàng Lan BB. Thì mấy anh nam sẽ làm hết, Hoàng Lan BB đứng mình coi. Để nổi không? Anh đi lấy được rồi. Trước về à? Để tôi cắn cho. Anh Hiểu rồi, anh cũng mệt rồi, thôi mình lại mình ấy ra cho ông cũng mệt chút nữa rồi. Mọi người,
mà chắc có lẽ cô chú này ta lạ đường á, cho nên là chạy đến cái điểm này ta không biết, rất là nguy hiểm. Thì mình chạy tốc độ mà đường này mà 60 á là dặn một cái là té liền luôn á, rất là nguy hiểm luôn. Mà ta lạ, ta không biết đường, ta mới chạy vậy chứ theo Hoàng Lan mình biết đường, mình là người địa phương á, mình phải dừng ở đằng cái quán cà phê của Hoàng Lan á, thả lại gai là tới đây là vừa, nó không có dặn. Mình sẽ đi bẻ lá cây mình để lên cho người ta biết là đường mình tới làm. Đường thì nó xấu nhưng mà cái là người lạ lạ nó không biết, tôi chạy khí thế lắm mọi người. An toàn cho người ta thôi, ai nói gì nói, ai cười cũng cười nha mọi người, tự nhiên nè. Cái cô đó có chạy chút xíu nữa là lọt nhỏ xuống đất luôn, chạy mà bắt cáp. Mình đang làm đây chứ ba ba chạy bắt cáp, mình gán lụm đá dục vô thêm. Ê má ơi, đừng trời xe tải. Tới luôn anh Tài ơi. Anh Tài. Giữa đường bảnh lại cho người ta chạy. Chắc sợ đó. Chứ đường này chạy về banh nữa chứ không. Nè ở đây nè có mấy cục đá này xây đầu xe nên này cán lên tới đây đi. Ở đó đường cái thác. Cái giữa nó cao lên đi. Giờ lấy cái đứt vô. Mình sẽ đi kiếm lá cây tiếp, mình chạy lại tiếp tục. Dặn là mình để gì đó, người ta nhìn người ta biết, người ta né. Không anh, quá trời rồi. Ổng đẩy xe xi măng lại đây, mình ngồi nghỉ được một mớ rồi đó. Ổng mất trộm đi. À, hết rồi hả? Ở ngoài này không cần ấy nữa đâu. Cái đầu này nè anh vuốt ngược chỉ vô chỗ ấy. Xe bốn bánh nó đi lại. Đâu xe bốn bánh đâu? À, bánh thiên cái bánh thì lôi ông qua chứ sao giờ. Rồi tới luôn Tài ơi. Chảo đổ mồ hôi được lum nha kìa. Vậy giờ xúm ra bẻ lá được vô đi. Chặn hai đầu thôi. Đây mọi người ơi, thì cái đường này thì Hoàng Lan đã hoàn thiện xong cái lỗ này rồi đây. Được một phần nào an toàn rồi. Đoạn đường mình đã hoàn thiện, mình chán xong, nó không còn cái ổ gà bự chính giữa nữa. Mừng quá. Nói chung cũng vui. Mọi người thì cái ổ gà này nè thì Hoàng Lan BB đã clip xong rồi đó mọi người. Thì rất mong mọi người nếu xem được clip này thì mọi người hãy bấm đăng ký nè, cho like để ủng hộ Hoàng Lan BB nha mọi người. Hoàng Lan BB làm kênh YouTube là để kiếm thêm thu nhập. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký và một like của mọi người là Hoàng Lan BB nhận được vài trăm đồng của kênh YouTube. Thì Hoàng Lan BB lấy cái tiền đó mình đi làm thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nha mọi người. Xung quanh đây thì rất là nhiều người người ta có hoàn cảnh khổ. Bởi vì mình phải tạo một công việc ổn định thì mình mới đi giúp đỡ người ta được. Vậy là Hoàng Lan BB rất là vui vì mình cái kênh YouTube của mình á
được bật kiếm tiền á mọi người, rất là mừng luôn vì mình có thể kiếm thêm thu nhập trên kênh YouTube để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mọi người ơi, làm cái thì Hoàng Baby và anh Hiểu và ông anh của Hoàng Baby làm xong đó mọi người, thì rất mong là cô chú và anh chị mình đi ngang, khi mình đi ngang đoạn đường nè, mình sẽ được an toàn, mình không có bị dằn ổ gà rồi nãy kia nữa. Chỉ cầu chúc cho mọi người được bình an. Còn giờ thì Hoàng Lan xin chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.